Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Tin Mới. Và ngay sau đây sẽ là những thông tin mới nhất về tình hình chính trị xã hội được cập nhật liên tục trong 24 giờ qua. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Tin chấn động ở Biển Đông, trời diệt Trung Quốc thật rồi. Khi hôm qua, Liên minh ba nước Mỹ, Nga và Triều Tiên đồng loạt tấn công phá nát một đảo nhân tạo của phía Trung Quốc, làm cho cơ quan đầu não chính quyền ông Tập Cận Bình khóc như mưa rào. Thưa quý vị, theo hãng tin CNN của Mỹ cho biết hôm qua là một ngày cực kỳ đen tối đối với Trung Quốc, nhưng lại là một ngày nhiều tin vui cho Việt Nam, cũng như các nước trong khu vực Đông Nam Á, khi Liên minh ba nước lớn nhất trên thế giới đó chính là Mỹ, Nga và Triều Tiên hợp sức với nhau, dội bom phóng tên lửa, phá nát một trong 7 quần đảo nhân tạo lớn nhất của phía Trung Quốc đang cho xây dựng trái phép ở ngoài Biển Đông. Nhiều ý kiến cho rằng trời đang phạt Trung Quốc, nhân quả báo ứng hay còn gọi là nghiệp quật đang đổ lên đầu chính quyền của ông Tập Cận Bình. Vì trong thời gian vừa qua, chính quyền của ông ta đã gây ra quá nhiều tội ác cho nhân loại. Thưa quý vị, theo thông tin từ tờ báo của Mỹ miêu tả rất chi tiết như sau, vào lúc 19h30 phút tối ngày hôm qua, khi bầu trời bắt đầu chuyển từ sáng sang tối, ngoài Biển Đông đang có những cơn mưa nặng hạt làm cho nhạt nhòa cả một vùng trời và một vùng biển, thì bất ngờ chính quyền Tổng thống Mỹ ông Joe Biden cùng hai nhà đồng cấp Tổng thống Nga ông Putin và nhà lãnh đạo tối cao tài ba ông Kim Jong Un của Triều Tiên đã phát động một cuộc công kích dữ dội nhằm vào các đảo nhân tạo của phía Trung Quốc ở ngoài khơi Biển Đông. Mục đích Mỹ, Nga và Triều Tiên muốn phá nát một trong số 7 hòn đảo nhân tạo lớn mạnh nhất của Trung Quốc đang cho đồn trú các căn cứ quân sự của Bắc Kinh trên những hòn đảo này. Và trong cuộc công kích chớp nhoáng ngày hôm qua, hãng CNN của Mỹ cho biết ba nước Mỹ, Nga và Triều Tiên đã điều rất nhiều vũ khí hủy diệt cấp độ của thế giới đem đến Biển Đông để tiêu diệt phía Trung Quốc. Được biết, chính quyền Tổng thống Biden đã trực tiếp lệnh cho cánh tay phải của mình là ông Lloyd Austin đang giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Hoa Kỳ cho ba lực lượng không quân, hải quân, quân đội của Hoa Kỳ điều 6 tàu sân bay lớn nhất thế giới đi theo hộ tống là 5 máy bay tàng hình F-35 và 3 máy bay ném bom B-52 cùng một dàn tàu khu trục với 3.000 lính thủy chiến. Còn quân đội của Tổng thống Nga ông Putin cũng điều một lực lượng hùng hậu không thua kém gì lực lượng của Mỹ. Quân đội của Nga cho điều 3 tàu ngầm lớp Kilo chạy bằng năng lượng hạt nhân có gắn ngư lôi thủy chiến. Các quả ngư lôi trên tàu ngầm của Moscow có thể bắn vỡ, bắn sập hai tàu sân bay Sơn Đông và Liêu Ninh của phía Trung Quốc. Những quả ngư lôi trên tàu ngầm hạt nhân của Nga sẽ san phẳng các đảo nhân tạo của phía Bắc Kinh. Ngoài ra, quân đội của Tổng thống Nga ông Putin còn điều gấp 3 con tàu chiến mang theo rất nhiều tên lửa dẫn đường để áp sát 3 hướng đảo nhân tạo của phía Bắc Kinh. Sau cùng là sự kết hợp của quân đội của Bắc Triều Tiên. Được biết, nhà lãnh đạo tuổi trẻ tài cao và rất máu chiến ông Kim Jong Un đã không trực tiếp chỉ đạo cuộc tấn công ngày hôm qua, mà ông Kim đã ủy quyền cho cô em gái là bà Kim Yo-jong, một trong những nữ tướng hàng đầu của quân đội Bắc Triều Tiên. Và đích thân bà Kim Yo-jong đã phát động cho quân đội của Bình Nhưỡng mang theo 31 quả tên lửa hành trình có gắn đầu đạn hạt nhân. Được biết, nếu 30 quả tên lửa này mà cùng phóng một lúc thì 7 hòn đảo nhân tạo của phía Trung Quốc ở ngoài Biển Đông sẽ tan thành xác pháo, sẽ biến thành tro bụi, tất cả sẽ trở về hư không và sẽ bị xóa sổ hoàn toàn trên bản đồ của thế giới. Khi đó, trên Biển Đông sẽ không còn xuất hiện 7 hòn đảo nhân tạo của phía Trung Quốc nữa. Thưa quý vị, tờ báo CNN của Mỹ còn cho biết, sau 1 giờ 30 phút chuẩn bị và tấn công với một lực lượng hùng hậu bậc nhất trên thế giới, với một đội quân không có một thế lực nào có thể ngăn cản bởi sự kết hợp liên minh ba nước có nền an ninh quốc phòng quân sự hàng đầu trên thế giới đã nhanh chóng săn phẳng một đảo nhân tạo của Trung Quốc ở ngoài khơi Biển Đông. Cùng ngày, hãng tin BBC News cũng đã đưa tin nói rằng quân đội của Mỹ, Nga và Triều Tiên chỉ mất chưa đầy 9 phút, chính xác là 8 phút 50 giây. Các đảo nhân tạo của phía Trung Quốc đã mất hút trên Biển Đông, nơi đây chỉ còn là tro tàn và nước biển. Ngay từ đây, chắc chắn sẽ có nhiều quý vị và các bạn đặt ra câu hỏi thắc mắc rằng tại sao Liên minh Mỹ, Nga, Triều Tiên lại chỉ cho phá nát một quần đảo nhân tạo của phía Trung Quốc, trong khi đó phía Bắc Kinh đã có 7 hòn đảo nhân tạo đang án ngữ ở ngoài Biển Đông. Thì xin thưa với quý vị rằng, trong một bài phát biểu mới đây tại Nhà Trắng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ, ông Lloyd Austin đã lên tiếng nói rằng Mỹ, Nga và Triều Tiên chỉ muốn đánh một hòn đảo nhân tạo của phía Trung Quốc bởi vì ở thời điểm hiện tại, Mỹ và Nga đang chịu áp lực rất nhiều bởi con virus Vũ Hán.
hiện tình hình nội bộ ở Mỹ và Nga đang có những người nhiễm và số ca tử vong cao nhất trên thế giới. Hiện Mỹ đã đạt con số trên 1.500.000 người bị nhiễm và hơn 100.000 người đã tử vong, còn nước Nga đang xếp thứ hai chỉ sau Mỹ. Đây chính là lý do vì sao Mỹ, Nga không cho san phẳng tất cả 7 hòn đảo nhân tạo của phía Trung Quốc, mà chỉ cảnh cáo phía Trung Quốc một hòn đảo mà thôi. Trong thời gian tới, ông Lloyd Austin nói rằng nếu đại dịch COVID được khống chế tại Mỹ và Nga thì hai cường quốc số 1, số 2 về nền an ninh quốc phòng cũng như vũ khí tối tân hiện đại bậc nhất trên thế giới sẽ quay trở lại Biển Đông để săn phẳng 6 hòn đảo còn lại của phía Bắc Kinh, trả lại bình yên cho Biển Đông như vốn nó đã từng có. Thưa quý vị, theo hãng BBC News, hãng tin nổi tiếng của Mỹ cho biết, hiện cơ quan đầu não chính quyền ông Tập Cận Bình ở thủ đô Bắc Kinh đang khóc như mưa rào khi nghe tin một hòn đảo nhân tạo đã bị liên minh ba nước Nga, Mỹ và Triều Tiên san phẳng. Bắc Kinh cho rằng ba nước trên làm như vậy là không thể nào chấp nhận và không thể nào dung tha. Chính quyền của ông Tập Cận Bình nói rằng hành động nguy hiểm trên chính là đổ dầu vào lửa và có thể nó dẫn tới một cuộc chiến tranh trên Biển Đông. Tuy nhiên, các chuyên gia quân sự hàng đầu trên thế giới cho biết một mình Nga hoặc Triều Tiên hay Mỹ cũng sẽ đánh tan phía Trung Quốc, chứ đừng nói tới việc ba nước trên hợp sức lại, liên minh lại, cùng đánh Bắc Kinh một thể. Vì thế, chính quyền của ông Tập Cận Bình sẽ bị thất thủ và sẽ bị thất bại thảm hại cho mà coi. Thưa quý vị, sau khi Mỹ, Nga và Triều Tiên đồng loạt dội bom và phóng tên lửa phá nát một thực thể nhân tạo ở ngoài Biển Đông, tờ báo China Morning Post của phía Trung Quốc đã trích dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm qua là bà Hoa Xuân Oánh, đồng thời có cả ông Cảnh Sảng. Hai ông bà này đã trực tiếp nói với truyền thông của Trung Quốc cũng như truyền thông của quốc tế ở thủ đô Bắc Kinh rằng yêu cầu chính quyền Tổng thống Mỹ ông Joe Biden, yêu cầu chính quyền Tổng thống Nga ông Putin và nhà lãnh đạo Triều Tiên ông Kim Jong-un hãy hết sức bình tĩnh và kiềm chế, yêu cầu ba nước trên phải tôn trọng luật pháp quốc tế cũng như Công ước về Luật Biển năm 1982 của Liên Hợp Quốc. Ba nước trên cần tôn trọng luật pháp của Bắc Kinh nữa, nếu không Trung Quốc sẽ ra tay san phẳng cả ba nước cùng một lúc. Trong một bài phát biểu, bà Hoa Xuân Oánh nói rằng Trung Quốc là một nước yêu chuộng hòa bình nhất trên thế giới. Trung Quốc chưa bao giờ đi gây hấn hay đi gây gổ với một nước nào cả. Bắc Kinh đang cho xây dựng bồi đắp những thực thể nhân tạo là nằm trong phạm vi đường lưỡi bò. Đường lưỡi bò này đã được cả thế giới, trong đó có Liên Hợp Quốc công nhận, đề nghị Mỹ, Nga và Triều Tiên hãy bồi thường thích đáng cho việc đã phá hủy một đảo nhân tạo của Bắc Kinh. Tờ báo China Morning Post của phía Trung Quốc còn cho biết hiện nay Ngụy Phượng Hòa, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Bắc Kinh, đang có chuyến công tác chu du ở đất nước Campuchia, nhưng ông cũng đã kịp lên sóng truyền thanh và phát biểu ở thủ đô Phnom Penh ra rằng nếu như Mỹ, Nga và Triều Tiên không cho rút toàn bộ quân đội ra khỏi lãnh thổ, lãnh hải và vùng đặc quyền kinh tế, nhất là phạm vi đường lưỡi bò hay còn gọi là đường chín đoạn của Bắc Kinh ở ngoài Biển Đông, thì không quân, hải quân, quân đội và lực lượng bảo vệ của Trung Quốc sẽ ra tay trừ khử cả ba nước cùng một lúc. Thưa quý vị, được biết sau khi phá nát một quần đảo nhân tạo của Bắc Kinh ở ngoài Biển Đông, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Mỹ Lloyd Austin, được cho là cánh tay phải của Tổng thống Joe Biden, đã có một bài phát biểu cứng rắn tại Nhà Trắng. Ông Lloyd Austin nói rằng Trung Quốc là mối nguy hiểm cho toàn thế giới, Trung Quốc đáng bị trừng phạt và các đảo nhân tạo của phía Bắc Kinh đáng bị san phẳng. Ông Lloyd Austin nhấn mạnh lẽ ra Mỹ đã ra tay săn phẳng những cái đảo nhân tạo của phía Trung Quốc ở Biển Đông từ lâu rồi, nhưng do đại dịch Covid cho nên Mỹ đành phải gác lại. Ông nói rằng trong thời gian tới, nếu đại dịch Covid được khống chế thì Mỹ sẽ ra tay săn phẳng toàn bộ số đảo còn lại của Trung Quốc để trở lại bình diện cho thế giới. Thưa quý vị, theo các nhà quan sát cho biết, hôm qua là một ngày cực kỳ đen tối và đau thương cho phía Trung Quốc, nhưng lại là một ngày rất vui mừng cho tất cả các nước trong khu vực khối ASEAN, cũng như ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, bởi vì những hòn đảo của phía Trung Quốc là tai ương nghiệp chướng của Biển Đông, nó cần bị săn phẳng và xóa sổ ra khỏi bản đồ của thế giới, bởi vì những hòn đảo này được phía Trung Quốc bồi đắp xây dựng hoàn toàn trái phép nhằm mục đích thôn tính Biển Đông. Chính quyền ông Tập Cận Bình đang cho đặt các căn cứ quân sự cũng như lắp đặt radar phòng thủ tên lửa, xây dựng sân bay, bến cảng ở 7 hòn đảo nhân tạo phi pháp để hòng khống chế khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Thôn tính của phía Trung Quốc là muốn chiếm đóng Biển Đông trước khi chiếm đóng Biển Hoa Đông và Biển Hoàng Hải để trở thành ngôi vương số 1 trên thế giới, vượt qua Mỹ và Nga cùng Nhật Bản. Đó là một trong những lý do vì sao mà trong thời gian vừa qua, Trung Quốc liên tục bành trướng gây sức ép dùng vũ lực chiếm đóng các thực thể ngoài Biển Đông cho bằng được. Thưa quý vị, có một cái tin được cho là rất mới và rất nhiều người quan tâm tới Biển Đông khi hôm qua, tờ báo Jakarta của Indonesia cho biết Indonesia đã xác nhận gửi công hàm lên Liên Hợp Quốc bác bỏ yêu sách vô lý của Trung Quốc trên Biển Đông. Yêu sách vô lý đó là gì?
đó là chính sách đường lưỡi bò hay còn gọi là con đường chín đoạn và yêu sách tứ xa của phía Trung Quốc. Thưa quý vị, vào ngày hôm qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao của Indonesia đã xác nhận nước này đã chính thức gửi công hàm lên Liên Hợp Quốc phản đối bác bỏ các yêu sách vô lý của Trung Quốc trên Biển Đông. Indonesia đã thông qua đại diện thường trực của nước này tại New York gửi công hàm ngoại giao cho Tổng thư ký Liên Hợp Quốc và các quan chức liên quan tới vấn đề hàng hải ở Biển Đông, tái khẳng định lập trường của Indonesia cùng một số nước ở khu vực Đông Nam Á như Malaysia, Myanmar và Philippines về việc Trung Quốc liên tục gây những tổn thương cho Biển Đông cũng như vùng biển của các nước trong khu vực. Indonesia xác nhận bản đồ đường chín đoạn hay còn gọi là bản đồ đường lưỡi bò, hàm ý các yêu sách quyền lịch sử của Trung Quốc tại vùng biển này không có cơ sở pháp lý quốc tế và điều này có một ý nghĩa là đã vi phạm Công ước về Luật Biển năm 1982 của Liên Hợp Quốc. Là một quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc từ năm 1982, Indonesia luôn kêu gọi tuân thủ luật pháp quốc tế, bao gồm cả Công ước về Luật Biển. Chính quyền Tổng thống của Indonesia tuyên bố chính phủ của nước này sẽ không ủng hộ các yêu sách trái phép cũng như là trái với luật pháp quốc tế mà phía Trung Quốc gây ra cho Biển Đông trong suốt thời gian vừa qua. Bình luận về các vấn đề trên, truyền thông của Jakarta, Indonesia cũng như truyền thông của thế giới, Indonesia cho rằng Biển Đông có một vị trí địa chính trị cực kỳ thuận lợi cho các nước trong khu vực, nhưng phía Trung Quốc liên tục dùng vũ lực để xâm chiếm. Nơi đây có nhiều tuyến hàng hải nhộn nhịp bậc nhất trên thế giới. Khu vực này cũng là nơi có những trữ lượng tài nguyên thiên nhiên và dầu mỏ phong phú bậc nhất trên hành tinh. Vì vậy mà phía Trung Quốc luôn khát khao nhòm ngó tới, đề nghị Liên Hợp Quốc cũng như các nước lớn trên thế giới hãy ra tay trừng trị Trung Quốc để cho Bắc Kinh không được lộng hành ở ngoài Biển Đông, trả lại bình yên cho Biển Đông cũng như bình yên tại vùng biển một số nước trong khu vực Đông Nam Á. Đường lưỡi bò hay còn gọi là đường chín đoạn mà phía Trung Quốc tự vẽ ra và tự thừa nhận. Tính tới thời điểm hiện tại, không có một quốc gia nào trên thế giới thừa nhận cũng như là công nhận con đường lưỡi bò của phía Trung Quốc, chỉ có phía Trung Quốc tự vẽ ra vào, tự thừa nhận mà thôi. Bình luận về các vấn đề trên, truyền thông của Indonesia cho rằng các nước cần liên minh và bắt chặt tay nhau để đẩy lùi những mối nguy hiểm đến từ phía Trung Quốc. Thưa quý vị, theo các nhà quan sát cho biết, việc chính quyền Tổng thống Widodo của Indonesia gửi công hàm phản đối những yêu sách vô lý của Trung Quốc tại Biển Đông trong bối cảnh căng thẳng tại khu vực đang leo thang, đặc biệt là quan hệ căng thẳng đối đầu giữa Mỹ và Trung Quốc với Ấn Độ, Trung Quốc với Triều Tiên và Trung Quốc với Nga đang hết sức phức tạp. Điều này đẩy Trung Quốc ra một thế cô lập. Trung Quốc đang trở nên cô lập, nay lại còn cô đơn hơn khi mà Trung Quốc bị đẩy sang một bên. Còn các nước trên thế giới thì liên tục bắt chặt tay nhau, liên minh với nhau để phản đối những yêu sách vô lý của Trung Quốc ở Biển Đông. Thưa quý vị, theo các nhà quan sát cho biết, chắc chắn trong thời gian tới, Biển Đông sẽ còn tiếp tục dậy sóng, bởi vì phía Trung Quốc vẫn không bao giờ ngừng tham vọng độc chiếm Biển Đông về tay Bắc Kinh. Còn các nước trên thế giới, đặc biệt là các nước lớn như Mỹ, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Triều Tiên, liên tục ra tay bảo vệ khu vực Đông Nam Á, cũng như ra tay trừng trị Trung Quốc. Vừa rồi là những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Quý vị và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh và ấn vào nút chuông để nhận được những thông tin mới nhất về video của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của chương trình.